Xin chào các anh chị, xin chào. Trong video bài học này thì tôi sẽ nói về chiến lược sản phẩm và dịch vụ. Đối với ngành làm đẹp thì ở đây tôi cũng sẽ gợi ý một số những cái vấn đề các anh chị có thể tham khảo và sau đó thì áp dụng nha. Thứ nhất là vấn đề về đặt tên thương hiệu. Thì chúng ta nên đặt tên thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng ta nên thiết kế một cái bộ nhận diện thương hiệu, logo, slogan, biển hiệu, standee, bao bì hoặc là catalog làm sao cho nó đẹp, danh thiếp, đồng phục chủ đạo của nhân viên trong cửa hàng cũng như là trong cái salon của mình. Mình cũng tạo ra một cái phong cách phục vụ riêng và chú trọng đến vấn đề về mùi vị trong các cái salon của mình. Hiện nay thì các cái điểm spa thì nó thường là do mình sử dụng các cái tinh dầu hoặc là những cái loại hóa chất này khác thì nó có thể tạo ra những cái mùi nó cũng hơi lạ. Thì các bạn nên chú ý khử mùi tốt, đúng không ạ? Thì nó tạo ra cái mùi nó vào nó thơm, sạch sẽ và tạo ra cho khách hàng cái cảm giác nó an tâm hơn. Thì đấy là một cái lý do nhỏ nhỏ thôi mà tôi muốn là các anh chị cần chú trọng. Thứ hai đấy là các anh chị cần phải thiết kế bao bì, bao gói làm sao cho đẹp, đóng gói và nhất là chúng ta bán mỹ phẩm hoặc là bán các loại hóa chất. Một số bạn làm phun xăm thì sẽ bán mực, một số bạn làm thêu thì sẽ bán lông mày, kiểu như thế, những cái lông mày nhân tạo ấy, đúng không ạ? Thế rồi thì một số bạn bán mỹ phẩm thì sản xuất ra những cái bao bì, bao gói thì làm sao cho đẹp, thậm chí là mình sản xuất ở bên nước ngoài mình mang về. Hiện nay cũng rất là nhiều bạn sản xuất mỹ phẩm ở Hàn Quốc hoặc là ở Mỹ, ở Nhật, sau đó thì thậm chí là ở châu Âu rồi mang về Việt Nam bán. Một số khác thì sản xuất tại Việt Nam. Cái bao bì, bao gói thì nó cũng có những cái có những cái thương hiệu làm cũng rất là tốt nhưng có những cái thương hiệu làm chưa tốt thì các bạn phải chú ý. Thế khi mà các bạn sản xuất gia công thì các bạn lưu ý là chọn những cái thị trường nó phù hợp với cái khả năng tài chính và cái định hướng phát triển về sản phẩm. Thí dụ như ở Việt Nam thì đi gia công chủ yếu là Trung Quốc này, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, châu Âu, Mỹ và Việt Nam, đấy là một số các quốc gia. Và ở Việt Nam bây giờ cái lượng mỹ phẩm gia công ở Việt Nam cũng rất là nhiều, hoặc là mỹ phẩm từ Trung Quốc hoặc từ Thái Lan. Đấy, các bạn cũng lưu ý về cái quy cách đóng gói sản phẩm và khối lượng dịch vụ. Ví dụ như số lượng, kích thước như thế nào, khối lượng như thế nào, chất lượng như nào. Cái kết quả, tất những thứ tôi gọi nó là đóng gói và dịch vụ. Còn đối với dịch vụ thì chúng ta sẽ thấy là có bao nhiêu ngày, bao nhiêu liệu trình, mỗi một liệu trình bao nhiêu phút, cái cam kết đầu ra là như thế nào, cam kết đầu vào là như thế nào. Chúng ta cần phải tiêu chuẩn hóa các dịch vụ từ trước, trong và sau bán bằng cách là chúng ta tạo ra các quy trình phục vụ khách hàng và chúng ta đạt cái tiêu chuẩn đó. Và sau đó thì cái kết quả cuối cùng đấy là ví dụ như là họ tắm trắng thì họ sẽ phải trắng, họ giảm béo thì họ sẽ phải giảm béo, đúng không ạ? Nâng ngực thì họ phải nâng thành công và không tạo ra những cái không hoặc là ít tạo ra những cái biến cố hoặc là những cái sự cố y khoa, đúng không? Hoặc là ví dụ như là người ta nâng mũi thì mũi nó phải đẹp và nó không bị những cái biến chứng, vân vân. Thí dụ như là các bạn thấy là tại FPT Shop hiện nay thì cái nhân viên bán hàng là phải cúi chào rồi phải để tay lên ngực rồi mới chào, vân vân. Tức là nó tạo ra một cái phong cách riêng cho cửa hàng. Thế thì tương tự như vậy, các spa hay là các thẩm mỹ hay các salon tóc hay là các cái chỗ mà thẩm mỹ răng, vân vân. Rồi các cửa hàng bán mỹ phẩm, tại sao các bạn không học theo cái điều này và áp dụng làm trong ngành dịch vụ? Bởi vì những cái dịch vụ của mình rất là tốt và rất là cần. Chứ không phải bán điện thoại người ta mới cần, đúng không? Thế thì trước bán có những quy trình gì, trong bán có những quy trình gì và sau bán những quy trình gì thì chúng ta vẽ nó ra, chúng ta viết nó ra và chúng ta tiêu chuẩn hóa trong cái phần chữ P về quy trình tôi đã nói rồi. Và sau đó thì chúng ta sẽ đào tạo và huấn luyện nhân viên để thực hiện từ cái lời ăn, tiếng nói, từ cái cách thức mình trả lời khách hàng và làm cho khách hàng cảm thấy ấn tượng, cảm thấy là không thể quên được và cảm thấy rất là ân cần, cảm thấy rất là chuyên nghiệp. Đấy, thì tất nhiên khi mà mình càng làm kỹ, mình càng làm cẩn thận, mình càng phục vụ dịch vụ tốt thì cái giá thành nó sẽ lại cao lên, nhưng mà không sao, cao một chút mà khách hàng người ta hài lòng hoặc là vượt xa sự kỳ vọng thì càng tốt. Thí dụ như họ đến với mình cho họ uống nước chè, đấy tôi nói chỉ là một cái đơn giản nhất thôi, thì lúc này bạn có thể cho họ uống sâm hoặc là uống nước yến. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì bạn sẽ thấy là ồ, như vậy thì có vẻ sang quá không? Nhưng mà rõ ràng rằng là những cái thứ mà bạn không bao giờ nghĩ tới thì có thể khách hàng lại rất là thích, đúng không? Bây giờ một cái tổ yến bạn có thể nấu nó ra được rất là nhiều, sau đó thì bạn nói rằng đây là nước yến
thì khách hàng người ta uống thì người ta biết nó là nước yến thật hay là đây là nước sâm, hay là những cái nước mà mình nấu từ cái gọi là các bạn mua nước nấm, nấm chaga chẳng hạn. Nếu mà các bạn không biết mua ở đâu thì các bạn liên hệ với tôi thì tôi sẽ chỉ chỗ cho các bạn mua cái nấm chaga, nó cũng rất là rẻ mà nước uống nó cũng tốt cho sức khỏe, nó cũng ngon lành và nó cũng làm cho khách hàng cảm thấy khác biệt. Thí dụ như đợt tôi mà đi nghỉ ở khách sạn JW Marriott Phú Quốc ấy, thì khi bắt đầu đến là cái họ có một cái ly nước chào mừng, họ cho mình uống cái nước đấy, nó chỉ là một cái nước quế họ đun thôi, nó cũng rất là ngon, rất là lạ, nhưng mà thực sự là mình, nó làm cho mình nhớ, nó làm cho mình cảm thấy rất là thích. Nó chỉ là một cái đồ uống có khi nó không đáng, là cái cốt nấu ra nó chỉ 1.000 2.000 đồng thôi, tôi nghĩ thế, nhưng mà nó làm cho tôi cảm thấy rất là nhớ các bạn nhé. Sản phẩm của spa là cái gì đấy, ví dụ như là mình hay có sản phẩm là phun xăm rồi thẩm mỹ rồi giảm béo rồi trị nám rồi trị tàn nhang, trị dạn vân vân. Thế thì nó chỉ đơn thuần như vậy ư? Không phải, mà sản phẩm của spa hay là của viện thẩm mỹ hay là của salon beauty đấy, đó nó bao gồm là các cơ sở vật chất đúng không ạ, rồi trang thiết bị, đồ dùng, quy trình, tay nghề, trình độ của nhân viên, thương hiệu của bác sĩ, uy tín bao nhiêu năm của bác sĩ kỹ thuật viên, âm thanh, ánh sáng, mùi vị, nụ cười của người nhân viên đúng không ạ, rồi cái gọi là cái trạng thái hay là cái không khí khi mà mình đón tiếp họ đó, một cái bộ trang phục của bạn nhân viên, tất cả những cái thứ như vậy nó kết hợp thành một cái sản phẩm, một cái dịch vụ tổng hợp. Bạn đừng bao giờ chỉ nghĩ rằng là chăm chăm là giảm được bao nhiêu kg hay giảm được bao nhiêu cm xem một liệu trình, mà chúng ta phải phối kết hợp tất cả những yếu tố như vậy trong cùng một dịch vụ, và cái kết quả cuối cùng là họ giảm béo và họ nhận được cái sự hài lòng rất là xa, rất là cao, thì như vậy họ sẽ rất là thích cái sản phẩm của bên mình và họ tiếp tục sử dụng thêm các sản phẩm khác, hoặc là họ sẽ giới thiệu thêm các khách hàng khác cho mình, có đúng không ạ? Thế chúng ta cũng nên đặt tên sản phẩm theo một cách khác biệt để tránh so sánh hay tránh sự giống nhau, so sánh về giá, so sánh về chất lượng. Ví dụ như là giảm béo bằng công nghệ lượng tử hay là trị mụn bằng công nghệ Ultra Skin Laser vân vân. Nghe có vẻ rất là hay, nghe rất là có thể một cái bằng sáng chế gì đấy của Mỹ, bằng sáng chế gì đấy của Hàn. Mình đóng gói sản phẩm, gọi tên phù hợp với khách hàng, rồi tạo ra những cái gói có cái giá nó thay đổi một chút để khi mà khách hàng họ chọn. Ví dụ như tôi có một cái bạn này, bạn đi làm giảm béo cho khách hàng, bạn làm giảm béo cho khách hàng tại nhà, thế bạn ấy có một cái gói duy nhất là gói 3,5 triệu 10 buổi. Thế thì khách hàng họ liên tục hỏi là, thế em có gói rẻ hơn không, em có gói đắt hơn không, thế là bạn ấy không có. Rồi bạn ấy bị khách hàng là, thế em mua cái gói lẻ 1 buổi 2 buổi có được không, thì bạn ấy bán liệu trình 10 buổi, bạn ấy không bán lẻ. Thế thì tôi mới thấy vấn đề như vậy, tôi tư vấn là gì? Thứ nhất, cái gói 3,5 triệu 10 buổi là cái gói mà bạn muốn bán đúng không? Vậy bạn hãy thiết kế cho tôi sẽ có gói 4,5 triệu và cái gói 6 triệu 10 buổi. Và sau khi đó thì họ sẽ so sánh là họ sẽ chọn cái gói 3,5 triệu hoặc là 4,5 triệu cho 10 buổi. Và dù rơi vào gói nào thì mình cũng đều là người được lợi. Thế còn cái khách lẻ thì tôi làm như này, họ muốn 1 buổi 2 buổi đúng không? Tôi để giá là 1 triệu 1 buổi. Vậy khi người ta thấy 1 triệu 1 buổi cộng với lại 3,5 triệu 10 buổi thì người ta sẽ chọn. Mình sẽ điều hướng khách hàng thông qua cái cách mình đặt giá. Đấy là một cái mẹo nhỏ để các bạn hình dung ra. Và chúng ta đặt ra các tiêu chuẩn của mình. Chúng ta không làm rẻ, chúng ta cũng không làm đắt, mà chúng ta làm ở đây là phù hợp với cái định vị thương hiệu và có biên độ lợi nhuận đủ tốt. Cái phần này chúng ta sẽ phải tính toán. Tôi sẽ dạy mọi người cái bài về tính chi phí và tính cái điểm hòa vốn để mọi người làm. Đúng không ạ? Vâng. Đấy, rồi thì các cái yêu cầu là một cái ví dụ vui như là không trị mụn nửa mặt hay là không trượt lông nửa người, vì như vậy sẽ không đạt kết quả đúng không? Vân vân. Sau đó thì các bạn có thể làm video, làm hình ảnh, làm catalog thông tin về sản phẩm và dịch vụ đó. Nhất là đối với dịch vụ thì chúng ta phải mô tả cách làm, mô tả cái cách tác động và cái hiệu quả nó như thế nào và nó không gây hại cho cơ thể của con người như thế nào. Tất cả những cái điều đấy chúng ta sẽ phải tích hợp với các cái media trên mạng xã hội hoặc là trong iPad hay trên điện thoại để cho người ta xem, và chúng ta tư vấn cho khách hàng.
Thế thì chúng ta cũng lựa chọn các cái thương hiệu mỹ phẩm, hóa chất phục vụ trong spa hay viện thẩm mỹ hay là trong y khoa hay trong salon tóc theo những tiêu chí như nào. Hiện nay rất là nhiều người muốn giảm giá và đã sử dụng những cái sản phẩm chất lượng kém, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vân vân. Nó giúp cái ưu điểm là giảm giá nhưng mà nó sẽ thật sự là gây nguy hại rất lớn cho bản thân người thợ cũng như là cho khách hàng. Chúng ta cứ nói về ung thư, những chúng ta nghĩ rằng là do ăn, do uống, do hít không khí, nhưng mà chúng ta không hề biết rằng có thể là do quần áo chúng ta mặc, cái thuốc nhuộm nó không tốt, thuốc nhuộm quần áo, do đầu tóc chúng ta làm, chúng ta thường xuyên là bây giờ tôi thấy rất nhiều bạn là tẩy tóc rồi thì nhuộm các màu xanh đỏ tím vàng khói, và các bạn đâu biết rằng là hóa chất đấy là như thế nào, hóa chất đấy có tốt hay không. Các bạn hít hàng ngày, các bạn ngủ với mái tóc của chính mình đó, rồi các bạn gội đầu vào những cái dầu gội đầu hóa chất, rồi các bạn xăm môi thì cũng là hóa chất, rồi các bạn đánh son môi cũng là hóa chất, rất là kinh khủng. Nó bao gồm rất nhiều thứ mà nó sẽ tác động, chứ không phải chỉ có ăn uống mới hít không khí đâu các bạn nhé. Thế cho nên là khi mà mình làm cái gì vào người mình phải để ý, mình phải hỏi về chất lượng và sản phẩm và dịch vụ và nguồn gốc xuất xứ, tác động của nó đến cơ thể của mình như thế nào. Mình phải hỏi thật kỹ rồi mình mới làm. Mình phải chọn cơ sở uy tín, mình phải chọn bác sĩ uy tín, mình phải chọn kỹ thuật viên uy tín, mình phải chọn nguyên liệu, máy móc uy tín thì mình mới làm. Đấy là quan điểm của tôi. Và ngành spa, ngành làm đẹp, ngành thẩm mỹ viện sẽ rất rất là phát triển nữa trong tương lai, với điều kiện là các bạn phải làm tốt và làm có chất lượng, làm tử tế, làm có tâm. Và điều đấy hiện nay trên thị trường là đang rất thiếu. Đó, ok. Thì đây là cái bài học tiếp theo về cái việc là chiến lược, đặt tên sản phẩm rồi thì đóng gói sản phẩm. Ok, các bạn đã hiểu ý tôi rồi chứ ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.